Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FBNC ngày hôm nay 7 tháng 3. Kính thưa quý vị, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết đang lên kế hoạch tháo dỡ 7 trong 8 thủy đài khổng lồ hình nấm bị bỏ hoang hơn 45 năm tại thành phố Hồ Chí Minh. 7 thủy đài sẽ bị tháo dỡ nằm rải rác tại các quận như quận 11, quận 4, quận 5, quận 6, quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Riêng thủy đài nằm trong khuôn viên công ty cấp nước trên đường 3 tháng 2 gần vòng xoay Dân Chủ sẽ được giữ lại. Sau khi tháo dỡ thì diện tích của các tháp nước sẽ được sử dụng làm nơi chứa nước phòng cháy chữa cháy, xây các trạm châm clo, nâng cao chất lượng nguồn nước. Trước đó thì với sự phản ánh của người dân thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sawako nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài phải tổ chức kiểm định chất lượng làm cơ sở để phục hồi. Và đối với các tháp nước không có nhu cầu sử dụng phải lập thủ tục thanh lý, tháo dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Kính thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa trình Chính phủ dự thảo chiến lược tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp Việt Nam đến năm 2030. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp sẽ đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và 8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào 31 phân ngành có giá trị gia tăng cao, những sản phẩm có lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, chẳng hạn như công nghệ chế biến sâu đối với lúa gạo, sắn, cao su, cà phê và cao cao. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa hoàn thiện các chính sách ưu đãi thu hút vốn FDI vào các lĩnh vực ưu đãi. Theo đó, nhà đầu tư ngoài đổ vốn vào những lĩnh vực mà Việt Nam chú trọng như nêu trên thì sẽ được hưởng các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và dự án đầu tư cũng sẽ được miễn thuế thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin thì Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam gọi tắt là Eurojust vừa công bố sách trắng 2016. Đây là ấn phẩm được cơ quan này phát hành hàng năm, tổng hợp các ý kiến của các thành viên Eurojust gửi đến Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng khuôn khổ pháp lý cũng như môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Và nhân sự kiện công bố ấn phẩm này tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nicola Connolly là chủ tịch Eurojust xung quanh các kiến nghị trong sách trắng 2016. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa bà, có thể thấy trong sách trắng 2016 thì các kiến nghị của Eurojust chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư tại Việt Nam như là khung pháp lý, nguồn nhân lực, hạ tầng, công nghệ thông tin, các chính sách thuế. Điều này có phải là môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện theo Eurojust? Eurojust có tổng cộng 14 tiểu bang. Chúng tôi đã có nhiều thay đổi trong các năm qua. Chúng tôi thành lập thêm các tiểu bang mới để kịp thời nắm bắt các hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Theo phản ánh từ các doanh nghiệp này, họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong xin giấy phép lao động, trong kê khai thuế tại Việt Nam so với các nước trong khu vực. Do đó, chúng tôi mong muốn đưa ra các kiến nghị để tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam. Thưa bà, đây là lần thứ 8 Eurojust phát hành sách trắng. Vậy thì qua các lần phát hành thì Eurojust đánh giá như thế nào về nỗ lực giải quyết các kiến nghị của Eurojust từ phía Chính phủ Việt Nam? Trong những năm qua, Eurojust đã có tổng cộng 80 cuộc gặp với các bộ ngành quan trọng của Việt Nam và hàng trăm lá thư kiến nghị gửi đến các cơ quan liên quan đến nới lỏng quy định trong luật, nghị định, thông tư. Mỗi năm chúng tôi đều nhắc đi nhắc lại vấn đề này và trong 3 năm qua đã có rất nhiều thay đổi. Với sự làm việc tích cực của Ủy ban Thuế của Eurojust, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý nới lỏng tỷ lệ chi cho quảng cáo, cũng như với sự làm việc tích cực của Ủy ban Nhân lực và Đào tạo của Eurojust, các điều kiện về cấp phép lao động cũng được cải thiện tốt hơn. Đây là những cải thiện qua từng năm và chúng tôi cố gắng so sánh những cải thiện này trong vòng 3 năm qua để thấy những thay đổi tích cực từ phía Chính phủ Việt Nam. Thứ ba, sách trắng 2016 cũng đề cập rất nhiều đến cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên có hiệu lực. Vậy Eurojust đưa ra khuyến nghị như thế nào cho phía Việt Nam để chuẩn bị tốt cho việc thực thi hiệp định ạ? Eurojust vừa ký cam kết hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm phổ biến thông tin về hiệp định đến doanh nghiệp hai bên. Tôi nghĩ vấn đề chính mà Chính phủ Việt Nam cần làm là thông tin đầy đủ đến doanh nghiệp các điều khoản của hiệp định, giúp cho họ tận dụng tốt cơ hội cũng như nhìn thấy tiềm năng từ thị trường hơn 500 triệu dân của EU, những vấn đề then chốt của việc ký kết hiệp định này. Chúng tôi cũng đang rất mong muốn được làm việc với VCCI để phổ biến cũng như chia sẻ thông tin về EVFTA cũng như cơ hội mà nó mang lại cho các doanh nghiệp. Không chỉ tập trung vào chính phủ, chúng tôi sẽ tập trung thông tin đến doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội, tiềm năng khi kinh doanh với thị trường EU.
Từ phía các doanh nghiệp châu Âu thì bà có thể cho biết sự chuẩn bị của họ để tận dụng cơ hội từ hiệp định tại Việt Nam đến thời điểm này là như thế nào ạ? Các doanh nghiệp châu Âu nhận thức rất tốt về hiệp định và đã có sự chuẩn bị cho các mục tiêu kinh doanh ở thị trường Việt Nam. Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp EU bởi quy mô thị trường, dân số, v.v. Do đó, hầu hết các doanh nghiệp đều đang rất trông chờ hiệp định có hiệu lực. Tôi nghĩ nếu họ có sự chuẩn bị tốt, đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm bắt tốt cơ hội mà hiệp định mang lại, cũng như có các hoạt động đầu tư tốt tại Việt Nam. Một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ. Thứ bà như chia sẻ của Aerocham thì chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý tư năm 2015 đã tăng cao kỷ lục sau nhiều quý luôn ở mức ổn định. Vậy thì bà có thể cho biết lý do vì sao không? Trong quý 4 năm 2015, chỉ số niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tăng cao trở lại sau nhiều quý ổn định. Nguyên nhân chính theo tôi là do việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU tại Mỹ. Thông tin này khiến các nhà đầu tư EU phấn khởi hơn. Và thứ hai là việc sửa đổi các luật mới của Việt Nam, như luật doanh nghiệp, luật đầu tư đã đơn giản bớt các thủ tục về cấp phép lao động, về thuế, v.v. Tôi nghĩ môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện và các nhà đầu tư cũng kỳ vọng những tín hiệu tích cực trong năm 2016. Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị vừa xem những hình ảnh từ cực quang ở bang Michigan, Mỹ. Đây là một trong những hiện tượng tự nhiên ấn tượng nhất trên hành tinh chúng ta. Và xin được quay trở lại với bản tin FBNC thưa quý vị. Và cuối tuần qua thì lễ ra quân phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2016 đã được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên toàn cầu. Với thông điệp, tôi đã chọn sống xanh, còn bạn... Chiến dịch giờ trái đất năm nay sẽ có sự đồng hành của ba đại sứ bao gồm Hoa hậu Lan Khuê, vũ công Quang Đăng và ca sĩ Hạ Okio. Đại diện ban điều phối chiến dịch cho biết, ngoài những dự án được phát triển sâu rộng từ các năm trước như chuyển động xanh, cộng đồng xanh, bước nhảy xanh, năm nay có hai dự án sáng tạo hoàn toàn mới, đó là điểm đến xanh và mái ấm xanh, với thiết kế là những tour xanh tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần của chiến dịch đến các đối tượng ở nhiều độ tuổi, ngành nghề, môi trường sống khác nhau trong xã hội. Tôi cũng như các đại sứ khác là anh Quang Đăng cũng như anh Hà Gokyo cũng đã nói với nhau, bây giờ chúng ta hãy sử dụng những trang mạng cá nhân, mạng xã hội, đưa những thông tin cũng như những câu tuyên truyền cũng như là cách thức để bảo vệ môi trường, rồi kêu gọi mọi người, những người bạn trên trang cá nhân của mình để cùng chung tay với nhau. Tại lễ khởi động chiến dịch, các đại sứ đã tham gia giao lưu cùng các đại biểu và sinh viên, chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong việc tiết kiệm năng lượng. Những bài hát của các ca sĩ đại sứ đã truyền tải những thông điệp của chương trình, kết nối sự gắn bó, đoàn kết của thế hệ trẻ nhằm hiện thực hóa mục tiêu chương trình một cách ý nghĩa nhất. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chiến dịch giờ trái đất năm nay. Chiến dịch giờ trái đất được khởi xướng từ năm 2007 bởi quỹ WWF nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố thuộc 172 nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, kể từ giữa năm 2016 thì chính phủ Úc sẽ áp dụng chương trình không đơn giản hóa thị thực sinh viên mới. Theo đó thì các yêu cầu về chứng minh tài chính và trình độ tiếng Anh sẽ được xét tùy theo quốc tịch và cơ sở giáo dục. Điều này càng khiến cho Úc trở thành một điểm đến du học hấp dẫn hơn đối với du học sinh quốc tế, đặc biệt là du học sinh Việt Nam. Tại Ngày hội Tư vấn Du học Úc năm 2016 diễn ra vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã tham dự tìm hiểu và tiếp xúc với hơn 60 trường đại học danh tiếng đến từ Úc. Sự kiện được tổ chức bởi IDB Education, tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Úc, đã và đang hỗ trợ cho hàng ngàn du học sinh Úc với hơn 45 năm hoạt động trên toàn cầu và 20 năm tại Việt Nam. Tại ngày hội, các học sinh sinh viên có cơ hội nộp hồ sơ trực tuyến và săn học bổng của các trường, cũng như tìm hiểu về mọi vấn đề liên quan như kỹ năng ngoại ngữ, kinh nghiệm học tập và làm việc, v.v. Quan trọng là cơ chế xét visa mới sắp được áp dụng từ giữa năm nay. Kể từ giữa năm 2016, du học sinh quốc tế sẽ được hưởng lợi từ cơ chế đơn giản hóa, quy trình xét visa sinh viên hay còn gọi là SSVF. Với cơ chế xét visa mới, số lượng du học sinh đến Úc sẽ tiếp tục tăng lên và Việt Nam chính là một trong năm quốc gia có du học sinh đến Úc nhiều nhất. Bà Karen Lennon, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2016, chính phủ Úc sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ du học sinh, đặc biệt là du học sinh đến từ Việt Nam.
Chính phủ Úc đã đầu tư rất nhiều cho giáo dục, đặc biệt là các du học sinh nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ hết sức về mặt chính sách nhằm đảm bảo cung cấp cho du học sinh từ Việt Nam những cơ hội giáo dục tốt nhất. Ngoài ra, chính phủ Úc cũng đã cung cấp một số lượng lớn học bổng dành cho du học sinh từ Việt Nam. Riêng trong năm ngoái, chúng tôi đã đầu tư 400 triệu đô la Mỹ cho các chương trình học bổng, và trong số 4.000 du học sinh Việt Nam tại Úc thì đã có gần 700 du học sinh nhận được học bổng của chính phủ Úc trong năm qua. Với hệ thống giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý, chính sách visa và nhập cư cởi mở, nước Úc ngày càng khẳng định vị thế của một nền giáo dục hàng đầu thế giới. Khảo sát sinh viên quốc tế công bố năm ngoái cho thấy có đến 88% du học sinh cho biết họ hài lòng về trải nghiệm khi học và sinh sống tại Úc. Dưới cái nắng ấm mùa xuân của bờ biển Sunshine nước Úc cuối tuần qua, những người bạn thân thiết nhất của con người là những chú chó đang được cùng chủ nhân mình tham gia cuộc thi nước sống trong giải Dog Spectacular. Với những chú chó ở đây, việc đi dạo trên bãi biển hay chụp dĩa khó có thể mà so sánh được với việc lướt trên những con sóng cao vút và mát lạnh. Carrie Bittman, người lần đầu đến với cuộc thi này cho biết, cô không ngờ rằng người bạn thân của mình lại có thể làm được như vậy. Dog Spectacular là cuộc thi nước sống được người dân Úc cực kỳ yêu thích và thường được tổ chức hàng năm vào tháng 3 tại bờ biển Sunshine của nước Úc. Vận động viên nam Lucas Egiba và vận động viên nữ Michela Monoli đã xuất sắc giành chiến thắng trong giải vô địch trượt tuyết ván thế giới FIS diễn ra vào hôm Chủ nhật vừa qua tại khu resort Vesonas của Thụy Sĩ. Egiba hiện đang ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thế giới với 2.766 điểm, thua gần gấp đôi so với người đang ở vị trí đầu bảng hiện nay là nhà vô địch Olympic Pierre Vautier với 4.640 điểm. Tuy nhiên, với vận động viên nữ Monoli thì chiến thắng này đã giúp cô vượt qua đối thủ khó nhằn của mình lâu nay là Eva Samkova để nắm vị trí đầu bảng xếp hạng của giải. Các tay nài và các chú chó trung thành của mình đã bắt đầu chuyến hành trình trong cuộc đua chó kéo xe truyền thống hàng năm tại Iditarod Trail tại Alaska hôm cuối tuần qua. Năm nay cũng là năm thứ 44 sự kiện này được tổ chức, với lộ trình đường đua trải dài gần 1.609 km xuyên suốt các vùng đồi núi hoang dã. Cuộc thi có nguồn gốc từ một cuộc cứu hộ bởi các chú chó kéo xe vào năm 1925. Chính điều này cũng đã phần nào làm nên tên tuổi nổi tiếng của những chú chó Alaska. Người ta thường hay nói để có một hôn nhân bền vững thì phải đồng vợ đồng chồng. Đó cũng là chủ đề của cuộc thi cổng vợ chạy đua diễn ra tại Anh vào cuối tuần qua. Để tham dự cuộc thi này, cân nặng tối thiểu của người vợ phải là 50kg. Bên cạnh đó cũng có những cặp đôi ngược lại khi người vợ mới là người cổng những ông chồng của mình. Chàng trai người Mỹ John này cũng đã phần nào làm nên. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước, và tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Bolivia, Nga đạt thỏa thuận xây khu phức hợp hạt nhân trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ và EU bắt tay đối phó khủng hoảng di cư.